mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 25, đừng, bên ngoài có người. Báo ân, Hứa Tiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rít ra hai chữ này. Đúng vậy a, à, người đã cứu ta, ta đương nhiên muốn báo ân rồi. Lương Liên mỉm cười đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Tiên. Ta cũng đã sớm nói rồi, không cần hứa tiên tức khóe mắt cũng muốn co quắp liễu. Như vậy sao được, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo cho dù ơn nhỏ như giọt nước cũng phải dùng sông lớn báo đáp. Huống chi là ân cứu mạng, lương liên vẻ mặt nghiêm túc phản bác lời hứa tiên. Thật sự không cần, lương thiếu gia ta đang ở cô tô sống rất tốt, bây giờ lại bị ngươi điều tới đây. Hứa tiên run run khóe miệng, vô cùng khó chịu, phải rời xa tiểu thanh và tiểu chính thái không nói, khiến nàng phiền lòng nhất chính là hại tiểu bạch cũng phải chạy theo tới nơi kinh thành nguy hiểm này cùng nàng. đây hết thảy đều là do kẻ trước mắt này tạo nên. sớm biết thế, lúc ở hẻm nhỏ kia nên lấy gạch nện chết hắn cho rồi. ở cái nơi như cô tô đó có chỗ nào tốt? nếu ngươi muốn mở tiệm thuốc, ta mở cho ngươi. đừng nói một tiệm, cho dù là mười tiệm cũng không thành vấn đề. hơn nữa, ta nói rồi, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý bất tận. lương liên khiêu mi. Ngạo nghễ nói, nếu ngươi muốn vào triều làm quan, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Nhưng mà, lương thiếu gia, ta không có trí lớn như vậy, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản khoan khoái mà thôi. Hứa tiên cảm thấy nói chuyện cùng lương liên này rất là tốn sức. Không dễ khai thông chút nào a. À, một bên là giai cấp vô sản, một bên là con nhà đại quan đại phú. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, lương liên sờ sờ cái cầm bóng loáng của mình, cười nói, Ngươi cái gì cũng không muốn, ta làm sao báo ân đây? TNN, lại lấy thân báo đáp giống tiểu bạch ghế bằng, làm thê từ tỷ ý đi ha. Vậy ngươi đưa tiền đi, hứa tiên nói ra những lời này khiến lương liên chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào, nếu một nghìn lượng bạc ngươi thấy vẫn không đủ, vậy ngươi cho nhiều thêm một chút là được. Mạng của bồn thiếu gia há lại có thể dùng bạc để tính toán. Lương liên hơi chán nản, trong lòng thậm chí có chút tức giận tại sao thiếu niên thanh tú trước mặt này lại cứ luôn bài xích hắn như vậy chưa từng có ai dùng thái độ như thế với hắn kẻ nào thấy hắn có ai là không nịnh ngọt hận không thể có chút quan hệ với hắn còn thiếu niên này sâu trong mắt đều là chán ghét và đề phòng rút cuộc chuyện này là sao đây người có đôi khi là như vậy càng không chiếm được càng không cam lòng càng muốn chiếm lấy càng bị xem thường thì lại càng muốn được người ta thừa nhận vậy ngươi muốn thế nào Hứa tiên cũng nổi giận rồi, nếu không phải bây giờ đang ở lương vương phủ, nếu đối phương không phải là con trai lương vương gia, mình đã sớm nhắm ngay mặt hắn, cho hắn một đá rồi. Để ta suy nghĩ kỹ đã, trong quân doanh đều là một đám nam nhân hôi thối, hơn nữ ăn không ngon ở không tốt. Mắt lương liên híp thành một đường thẳng, khóe mắt lộ ra tinh quang, ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Cái gì, hứa tiên cao mày, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên, ý ngươi là bảo ta làm tay sai cho ngươi. À, không, làm gã sai vặt cho ngươi. Ngươi xác định ngươi là đang báo ân sao. Cái trước tay sai này sợ là mình không đảm nhiệm nổi rồi. Nhìn chân tay mảnh khảnh thế này, muốn đánh người. Không bị người đánh đã là tốt lắm rồi. Tay sai, khuôn mặt tuấn mỹ của lương liên sầm xuống. Cái này là ý gì? Con nhà giàu không phải đều khảnh khẳng phe phẩy quạt. Có một bầy tay sai đi theo phía sau, đùa giỡn con gái nhà lành sao hứa tiên nhỏ giọng nói thầm một câu lương liên giờ khóc giờ cười nhưng ngay sau đó vỗ mạnh lên bàn một cái ngươi xem bổn thiếu gia là hạng người nào bổn thiếu gia há lại là kẻ vô tích sự như thế sao ta nhìn cũng không khác lắm đâu hứa tiên lại nói thầm một câu ngươi lương liên vẫn là lần đầu tiên bị xem thường như vậy tức giận muốn phát tiết nhưng lại không phát được chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm hứa tiên hứa tiên cũng không yếu thế cũng chừng lại lương liên rốt cục không nhịn được vì một tiếng bật cười cần gì phải cùng hứa tiên giận dỗi lúc này chứ ở cùng lâu hắn dĩ nhiên sẽ tự hiểu ra mình là người thế nào lần đầu tiên lương liên lại khát vọng được người ta chấp nhận như thế tóm lại thư điều phái đã đưa xuống người bây giờ không còn nơi nào để đi đâu tạm thời ở lại bên cạnh ta ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn chi tiêu ăn mặc tuyệt đối không làm ngươi thiệt thòi lương liên quyết định tiến hành từ từ nếu muốn báo ơn thì phải có chút thành ý a à? chỉ bằng ngươi đưa ta về lại quê nhà ở trấn giang đi hứa tiên thật sự không thể chấp nhận được cái thái độ báo ân cao cao tại thượng này của lương liên thế nào mà những kẻ thiếu nhân tình người ta đều tự xem mình như đại lão ra thế lúc đầu là tiểu bạch a à phi nhủ nước miếng đó ý chỉ sự khinh bỉ cái tên lương liên tự cao tự đại này sao có thể so sánh với tiểu bạch nhà mình chứ thật mà hoang tưởng mà không được lương liên không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng cự tuyệt tại sao hứa tiên tức giận ta nói không được là không được đáy mắt lương liên hiện lên vẻ đắc ý bỗng nhiên từ trong lồng ngực móc ra một phong thư đưa cho hứa tiên người đọc trước đi rồi hãy nói xem đi hay ở hứa tiên do dự nhận lấy thư vừa nhìn thấy nét viết trên thư kia nàng liền giật mình bởi vì đó là nét bút của hứa kiều dung mở thư ra xem xong hứa tiên liền nổi giận ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như cười như không của Lương Liên, gân xanh trên trán giật giật. Thật là một kẻ hèn hạ vô sỉ, thì ra hắn đã phái người đưa tin cho Hứa Kiều Dung, nói hứa tiền có ơn cứu mạng với hắn, nên hắn để Hứa Tiên đi theo bên người hắn làm việc, đương nhiên sẽ không bạc đãi Hứa Tiên. Hứa Kiều Dung viết thư trả lời, bên trên dặn dò Hứa Tiên phải chăm chỉ làm việc cho Lương Vương phủ, tận tâm với triều đình. Phía cuối lại viết bảo nàng phải cẩn thận đừng để bị người ta phát hiện ra thân phận nữ nhi tự chăm sóc mình cho tốt. Thật ra thì hứa Kiều Dung khi nhận được thư rất là lo lắng, khủng hoảng, nhưng cũng có chút lo lắng. Hứa tiên dù sao cũng là nữ nhi, song vừa nghĩ tới hứa tiên là ân nhân cứu mạng của một đại nhân vật như lương thiếu gia thì cũng yên lòng hơn một chút. Hứa tiên, người hãy nghĩ cho kỹ nên làm thế nào để ta cũng cảm thấy phù hợp, báo ơn rồi, người có thể về nhà. Lương liên thông thả ung dung nói. Chấm ngoặc kép, hứa tiên nhìn lương liên có chút vô lại, cảm thấy đầu có chút đau đau đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì đây hiện tại người chắc cũng mệt rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi lương liên nói rồi quay sang hướng bên ngoài hô lên người tới mang hứa công tử đi xuống tắm rửa rất nhanh từ ngoài cửa có hai nhà hoàn ngoan ngoãn tiến vào đi tới hứa tiên trước mặt cung tính hành lễ hứa công tử mời hứa tiên bất động trợn mắt nhìn lương liên lương liên cũng sừng sững ngồi ở trên ghế chậm rãi uống trà vịch vịch hai tiếng hai nha hoàn kia trực tiếp quỳ xuống trước mặt hứa tiên rồi cứ bất động như vậy trong phòng hoàn toàn yên tĩnh tựa như chỉ cần một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ lương liên nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng sau đó hai nha hoàn kia liền hướng về phía hứa tiên liên tục dập đầu đập xuống không hề nhẹ từng tiếng bịch bịch vang lên được rồi đứng lên đi dẫn ta đi tắm rửa hứa tiên bại trận tức giận nhìn lương liên. Quả nhiên, tên lương liên này cũng không phải là thứ tốt gì, cứ nhìn vẻ sợ hãi của những hạ nhân này đối với hắn là đủ biết. Lương liên khẽ mỉm cười, các nàng nếu hầu hạ không chu đáo, người cứ nói cho ta biết. Hừ, hứa tiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra cửa. Hai nhà hoàn kia vội vàng đi theo, nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Lần đầu tiên thấy có người vô lễ với thiếu gia như vậy, mà trông thiếu gia vẫn tươi cười không hề tức giận đợi hai nha hoàn chuẩn bị xong nước nóng hứa tiên bảo các nàng đi ra ngoài nói mình nàng tự tắm rửa là được nha hoàn cũng không nhiều lời chuẩn bị y phục xong liền yên lặng lui ra hứa tiên nằm trong bồn gỗ nghiêng đầu nghĩ tới chuyện vừa rồi tên lương liên này rốt cuộc muốn làm cái gì nói muốn đợi mình nghĩ ra biện pháp báo ơn khiến hắn cảm thấy thích hợp thì mới được đòi tiền không cho đòi về nhà cũng không cho hứa tiên đột nhiên cảm thấy hình như bất kể mình yêu cầu cái gì đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng là, rốt cuộc hắn muốn gì? Thời điểm hứa tiên đang trầm tư, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Nàng vừa định hô lên, thì một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn ra bịt miệng nàng lại. Là ta, giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh vang lên. Hứa tiên vui mừng nhìn người trước mắt, Bạch Tố Trinh buông tay ra, ánh mắt nhìn trầm trầm vào hứa tiên. Da nàng bị làn nước nóng làm cho hồng hào, cổ thon dài thoạt nhìn mê người như vậy, từ ngực trở xuống chìm trong nước như ẩn như hiện, tản ra một lực hấp dẫn không nói lên lời. Hứa tiên nhìn sắc mặt bạch tố trinh, sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn thân thể mình, hô nhỏ một tiếng mục xuống nước, chỉ để lại phần từ mũi trở lên, trợn mắt nhìn bạch tố trinh. Bạch tố trinh nhìn động tác của nàng, bình tĩnh nói, đã sớm thấy, cũng sờ qua rồi. Huynh, hứa tiên thật sự vô lực phát ói rồi, lời nói vô sỉ này cùng với nam tử khuôn mặt tuấn giật phi phàm, xuất trần thoát tục trước mặt thật sự không hề tương xứng nhưng hắn lại cố tính nói ra tự nhiên như thế đang lúc hứa tiên á khẩu thì trên chán bỗng cảm thấy ấm áp bạch tố trinh cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn lên chán nàng sau một khắc nàng đã bị bạch tố trinh lôi ra khỏi bồn gỗ đừng bên ngoài có người hứa tiên kinh hoàng không thôi các nàng không nghe được bạch tố trinh mới vừa rồi niệm pháp quyết che đi tiếng động trong phòng bạch tố trinh bình tĩnh giúp hứa tiên lau khô thân thể đem y phục đưa cho hứa tiên mặc vào lúc này mới nói xảy ra chuyện gì rồi hả hứa tiên đang quấn vải trắng lên ngực nghe bạch tố trinh hỏi như vậy có chút nghi ngờ nói huynh mới vừa rồi không ở bên cạnh ta sao ta nghĩ huynh ở đó còn tưởng huynh nghe hết cuộc đối thoại của ta và lương liên rồi bạch tố trinh trầm mặc thản nhiên nói bị môn thần thần giữ cửa ngăn cản một lúc cái gì hứa tiên kinh hô lúc này mới nhớ tới lương vương phủ quả thật không giống với gia đình bình thường thần trấn thủ lương vương phủ dĩ nhiên càng không đơn giản như vậy vì vậy vội vàng sờ soạn khắp người bạch tố trinh vậy huynh có bị thương không không sao chứ môn thần lương vương phủ có phải rất lợi hại hay không bạch tố trinh cảm nhận được đôi tay không xương mềm mại nhỏ bé kia sờ tới sờ lui trên người mình cỗ hỏa khí vừa vất vả kìm nén dưới bụng lại có chiều hướng tăng vọt vội vàng bắt lấy tay hứa tiên nhàn nhạt nói, ta không sao. Yên tâm, có chuyện chính là đám môn thần kia, lời này Bạch Tố Trinh không nói ra miệng. Mà cùng lúc đó ở ngoài cửa lương vương phủ, hai vị môn thần mặt xương mũi vẹo nằm ở dưới đất, ôi ôi kêu rên. Thật sao, hứa tiên vẫn không yên tâm. Nếu không thử một chút, mặt Bạch Tố Trinh không có biểu cảm gì, song lời này quả thật vô cùng tà khí. Thêm đó ánh mặt lại rơi lên ngực hứa tiên không chịu rời đi như vậy mà vẫn không biết có ý gì thì quá kỳ quái rồi mặt hứa tiên đỏ lên vội vàng lắc đầu đừng 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 ở chỗ này bạch tố trinh không khỏi bật cười vừa nhìn nụ cười này hứa tiên thiếu chút nữa ngây người nói một chút đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi bạch tố trinh ôm chầm lấy hứa tiên ngồi ở trên ghế để hứa tiên ngồi trên đùi mình mở miệng hỏi ta cũng không biết nữa cái tên lương liên này rất kỳ quái hứa tiên cũng không hiểu, đem chuyện tình lúc trước toàn bộ nói cho Bạch Tố Trinh biết. Báo ơn, Bạch Tố Trinh nhíu mày, lạnh lùng phun ra hai chữ. Giọng nói mười phần nguy hiểm kia làm cho hứa tiên sợ run cả người. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Tố Trinh đương nhiên cảm giác được người trong lòng run rẩy, cười lạnh một tiếng, không được giấu giếm, làm sao nàng lại có ơn cứu hắn. mươi 26, hắn nhìn chúng nàng rồi. Ừm, chính là chấm ngoặc kép, hứa tiên lắp bắp đem chuyện xảy ra đêm hội hoa đăng ngày đó nói cho Bạch Tố Trinh, thấy sắc mặt Bạch Tố Trinh càng ngày càng âm trầm, hứa tiên vội vàng bổ sung, nếu ta sớm biết là hắn, ta tuyệt đối sẽ không cứu đâu. Thật, thật đó. Hừ, Bạch Tố Trinh hừ nhẹ một tiếng, cho nên ngày đó trên người của nàng mới có mùi máu tươi. Ừ, hứa tiên yếu ớt thừa nhận. Lá gan của nàng thật lớn, chuyện nguy hiểm như thế mà cũng dám làm, hưởng. Ngữ điệu Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng, nhưng hứa tiên lại cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Ta sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ làm thế nữa. Hứa tiên cảm thấy lúc này mình phải làm Tuấn Kiệt thôi, hơn nữa còn phải là Tuấn Kiệt biết thức thời mới được. Cho nên tỏ thái độ vô cùng ngoan, đưa tay qua ôm của Bạch Tố Trinh, chân thành nhận lỗi. Bạch Tố Trinh mặt lạnh không nói. Hứa tiên sắp lại, hôn lên mặt Bạch Tố Trinh một cái. Bạch Tố Trinh vẫn như cũ không nói gì. Hứa Tiên lại sắp tới, hôn tiếp. Bạch Tố Trinh vẫn không nói. Được rồi, Hứa Tiên lại lần nữa sắp lại gần, chuẩn bị hôn lên mặt Bạch Tố Trinh, ai ngờ hắn khẽ quay đầu, trực tiếp hôn lên môi nàng. Hôn tới khi Hứa Tiên sắp thở không nổi nữa, Bạch Tố Trinh mới buông tha nàng. Bây giờ thời cơ cùng địa điểm không thích hợp, tạm thời bỏ qua cho nàng. Hứa Tiên nháy nháy mắt, nhìn Bạch Tố Trinh, trước kia huynh vẫn luôn tu luyện trên núi sao? tại sao lại biết nhiều chuyện nam nữ thế? Cái vấn đề này, hứa tiên đã sớm muốn hỏi rồi. Trên sách có, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời. Hứa tiên hóa đá, trên sách có. Vậy ngày thường những sách hắn cầm cụi đọc suốt ngày đêm chính là những loại sách này. Có điều, Tiểu Bạch, Huynh nói xem rốt cuộc tên lương liên này có ý đồ gì thế? Hứa tiên có chút buồn dầu hỏi. Bạch Tố Trinh hơi trầm mặc, hắn đã sớm nhìn ra ánh mắt tên lương liên kia nhìn hứa tiên có chút không bình thường đó là một ánh mắt có tham muốn chiếm giữ rất mạnh là ánh mắt dành cho con mồi nhưng mà thân phận bây giờ của hứa tiên là nam nhân đồng tính trong đầu bạch tố trinh đột nhiên hiện lên hai chữ này về chuyện đồng tính hắn có từng thấy qua trong sách nói đến nên hiểu được nó có ý gì lương liên nghĩ hứa tiên là nam tử nên thích nàng bạch tố trinh bỗng nhiên có chút buồn cười thậm chí đáy lòng còn có một loại cảm giác hả hê kỳ lạ chuyện này thật là hoang đường đụng phải ánh mắt tràn đầy nghi vấn của hứa tiên bạch tố trinh do dự không biết nên nói thế nào với nàng đúng lúc đó bạch tố trinh khẽ nhíu mày xa xa truyền tới tiếng bước chân có người tới bạch tố trinh buông hứa tiên ra đứng lên này hứa tiên đứng lên rồi kéo góc áo bạch tố trinh một mình huynh phải cẩn thận một chút đó chuyện môn thần bạch tố trinh nói lúc nãy nàng thế nào cũng không cho qua được. Bạch Tố Trinh gật đầu, yên tâm đi, dứt lời, thân ảnh Bạch Tố Trinh liền biến mất trong phòng. Hứa tiên sửa sang lại y phục, lúc này mới chạm rãi tiêu sái đi ra ngoài. Hai nha hoàn kia thấy hứa tiên đi ra, vội vàng nghênh đón. Hứa công tử muốn dùng cơm trước hay nghỉ ngơi trước à? Một nhà hoàn mặt tròn tròn trong đó lên tiếng hỏi. Hứa tiên sờ sờ bụng, ăn cơm trước. Được nha hoàn đồng ý, đi ở phía trước hứa công tử mời đi bên này mới vừa ra cửa liền thấy lương liên đang đi về phía này hứa tiên đi thôi lương liên đã đổi một thân cầm phục hoa lệ bên hông treo một ngọc bội thượng hạng thoạt nhìn đúng là phong độ mất trời thu hút ánh nhìn của người ta kỳ thật lương liên cũng đang đánh giá hứa tiên vừa tắm rửa xong nên trên người hứa tiên có một loại cảm giác tươi mới khó tả trên người mặc bộ y phục mà hắn chọn thoạt nhìn ngoài vẻ mi thanh mục tú, còn có thêm một phần quý khí. Đi đâu, ta đói bụng, ăn cơm trước đã. Hứa tiên khó chịu nói. Thì dẫn người đi ăn cơm đó. Lương liên xoay người, đi thôi. Hứa tiên bĩu môi, cũng đi theo. Sau đó lương liên đưa hứa tiên ra cửa lớn vương phủ. Ngoài cửa lớn có một chiếc xe ngựa xa hoa. Phía sau xe là hai đội thị vệ mang binh khí. Lương liên lên xe, rồi đưa tay về phía hứa tiên. Hứa tiên cao mày nhìn tay hắn, trực tiếp đập một phát, rồi tự mình bỏ lên. Lương liên nhìn hành động của nàng, không khỏi buồn cười, tay hơi đau cũng không có nói gì. Trong xe ngựa, hứa tiên không đếm xìa tới hắn, mà nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài. Có muốn mua gì thì chờ ăn xong rồi đi mua. Lương liên mở miệng. Không có, hứa tiên tức giận trả lời. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại. Xuống xe, hứa tiên nhìn từ lâu trước mắt, phúc nguyên lâu tiểu lâu này rất có khí thế, cao ba tầng, trước cửa có hai tiểu nhị lanh lợi đang mời chào khách khứa. Bảng hiệu màu vàng, dưới ánh mặt trời rực sáng long lanh. Hứa tiên không nhịn được nghi ngờ, không biết đây có phải là làm bằng vàng thật hay không. Lương thiếu gia, ngài đã tới, mời đi bên này. Tiểu nhị đứng ở cửa dĩ nhiên rất giỏi biểu lộ nét mặt, thấy lương liên liền nhiệt tình chào đón, khẽ cúi người, mang theo vẻ cung kính. Lương liên cũng không nói gì, trực tiếp cất bước đi vào trong, Hứa Tiên cũng đi theo. Tiểu Nhị đưa bọn họ tới một ghế lô an tĩnh ở lầu ba, nhìn động tác thuần thục của Tiểu Nhị kia, Hứa Tiên biết Lương Liên khẳng định rất thường xuyên đến đây ăn cơm, cũng thường xuyên ngồi ở ghế lô này. Thật là tên bại gia chi tử, Hứa Tiên rất bất bình. Bố trí trong gian ghế lô này không hề dung tục, trái lại rất trang nhã. Hai bên bình phong vỡ vẽ trúc xanh, vừa điểm hàn mai. Bên cửa sổ là hai bồn cây xanh biếc. Có điều hứa tiên nhận không ra đó là loại cây gì. Bốn tức tường đều treo một bức tranh. Lương thiếu gia, hôm nay vẫn là những món kia sao ạ? À? Tiểu nhị mở miệng hỏi, Lương thiếu gia mỗi lần mặc kệ là mang ai tới, cũng đều chỉ gọi những món kia. Cho nên hắn chẳng qua chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi. Đem toàn bộ các món đặc sản lên, mỗi món một phần. Lương Liên khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị lạnh như băng. Tiểu nhị lập tức tỉnh ngộ, chán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, dạ dạ. Nói xong, hấp tấp rời khỏi ghế lô, tiểu nhị thùng thùng chạy xuống lầu, trong lòng kinh hãi cảm thán, xem ra người tới cùng lương thiếu gia lần này hẳn là vô cùng được sủng ái đây. Lương thiếu gia thích nam nhân, mọi người ai ai cũng biết. Mỗi lần hắn mang theo nam sùng tới dùng cơm, đều chọn món ăn mình thích, chưa bao giờ bận tâm tên nam sùng kia thích ăn món gì. Nhưng lần này lại gọi toàn bộ món đặc sản từ lâu này có bao nhiêu món ăn đặc sản? Hứa Tiên thuận miệng hỏi. Không nhớ rõ, có lẽ hai ba mươi món đi. Lương Liên lơ đỉnh trả lời. Vậy món rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Hứa Tiên lại hỏi. Có lẽ khoảng mấy chục lượng bạc. Ngữ điệu tùy ý của Lương Liên nhất thời khiến tinh thần căm ghét nhà giàu của Hứa Tiên bắt đầu trỗi dậy. Kẻ có tiền quả nhiên đều là rùa đen. Hứa Tiên nhỏ giọng nói thầm. Cái gì? Lương Liên cho là mình nghe lầm, lập tức hỏi lại. Không có gì, ha ha." Hứa Tiên gượng cười. Lương Liên cười như không cười nhìn Hứa Tiên, còn Hứa Tiên lại dùng ánh mắt xem thường không chút nào yếu thế nhìn lại. Rất nhanh, đủ các loại món ăn đầy hương vị màu sắc được đưa lên. Lấy địa vị của Lương Liên, phòng bếp đương nhiên sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hắn trước. Hứa Tiên nhìn món ngon nóng hổi, không khỏi chảy nước miếng. Cầm lấy đũa không hề khách khí ăn, mặt mày hớn hở. "Cái này mùi vị không tệ, ừm." cái này cũng ngon. Hứa tiên vừa ăn vừa nhồm nhoàm bình phẩm. Lương liên nhìn hứa tiên ăn đến vui vẻ, nở nụ cười, nếu ngươi thích, ngày nào cũng có thể ăn như vậy. Xa đỏa, hứa tiên đảo cặp mắt trắng dã, giọng nói tràn đầy khinh thường, có ngon hơn nữa nếu ăn hàng ngày thì cũng sẽ chán. Cũng đúng, lương liên gật gù, cầm đũa lên, đang chuẩn bị gắp thức ăn cho hứa tiên, ai ngờ vừa gắp xong, còn chưa kịp thả vào bát hứa tiên, thì bức tranh treo trên tường phía sau đã rơi xuống, trực tiếp nện vào đầu hắn. hứa tiên sừng sốt, nhìn tình cảnh trước mắt, không hề phúc hậu cười ra tiếng. bức tranh kia trực tiếp nện lên đầu lương liên, đầu hắn xuyên thủng qua bức tranh, khung tranh vây quanh cổ. bộ giảng kia muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. chuyện gì thế này? lương liên để đũa xuống, thẹn qua thành giận giật khung ảnh xuống, hướng ra bên ngoài quát lên, người đâu? bên ngoài có thị vệ và tiểu nhị canh giữ liền lập tức chạy vào, thấy khung tranh ném dưới đất cùng sắc mặt xanh đen của lương liên, liền biết không ổn rồi. Phúc Nguyên lâu các ngươi treo tranh thật là tốt nhỉ, lương liên bắn ra một ánh mắt nhìn lên vài mảnh giấy còn trên vai mình, giọng nói âm trầm. Lương thiếu ra, thật không phải, đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Chán tiểu nhị mồ hôi vã ra như mưa, trong lòng vạn phần khẩn trương. Cái trường hợp này hắn xử lý không nổi rồi, phải đi gọi trưởng quỹ thôi. Hứa Tiên tất nhiên là biết do tiểu Bạch ở trong tối âm thầm giờ trò. Mới vừa rồi nhìn bộ dạng chật vật của Lương Liên kia, thật là sảng khoái a, à. có điều bây giờ nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của tiểu Nhị lại có chút không đành lòng. Lương thiếu ra, bỏ qua đi, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, tiểu Nhị ca cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy. Hứa Tiên mở miệng khuyên. Hừ, Lương Liên sắc mặt vẫn âm trầm. Coi như bỏ qua đi ăn cơm đã, nguội rồi, Hứa Tiên nhìn Tiểu Nhị đang run rẩy, tiếp tục khuyên. Cút xuống, lương Liên rốt cục lên tiếng. Tiểu Nhị nghe vậy, lập tức lui ra ngoài, sau đó liều mạng lau mồ hôi. Quay đầu lại nhìn cửa ghế lô một chút, trong lòng vẫn còn không thể tin. Chuyện cứ như vậy là xong sao? Đơn giản như vậy, công tử trẻ tuổi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào a? À? Lại chỉ cần hai câu hời hợt liền đã có thể hóa giải mối nguy này thị vệ cũng nghiêm mặt đi ra, thuận tay đóng cửa ghế lô lại, sau đó tiếp tục làm công việc giữ cửa của mình. Trong phòng, hứa tiên tiếp tục ăn, nghĩ tới bộ dạng chật vật mới vừa rồi của Lương Liên, tâm tình liền tốt vô cùng. Lương Liên thấy khóe miệng hứa tiên cứ cong lên, làm sao không biết nàng đang vui vẻ cái gì. Vốn định nổi giận, xong vừa nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia của hứa tiên, lại không phát tiết ra được nữa. Ăn cơm xong, trở về Lương Vương Phủ. Lương Liên an bài cho hứa tiên một tiểu viện yên tĩnh, còn có một thư phong nho nhỏ, điểm này làm hứa tiên rất hài lòng. Buổi tối, hứa tiên nằm lì trên giường, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, cười hì hì nói nhìn căn phòng không một bóng người nói, tiểu bạch, chuyện ngày hôm nay là huynh làm sao? Vậy thì sao, thân ảnh bạch tố trinh hiện ra, nhàn nhạt hỏi. Hắc hắc, làm rất tốt, hứa tiên ngồi dậy, hưng phấn nói. Vốn là định làm cho xà ngang nện xuống. Bạch Tố Trinh nói một câu khiến Hứa Tiên dùng mình, ngoan độc A, à, không hổ là Tiểu Bạch. Nói xem, Tiểu Bạch, môn thần bây giờ còn cản huynh nữa không? Hứa Tiên có chút tò mò hỏi. Không, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời. Hiện tại hắn ra vào lương vương phủ, hai tên môn thần vừa thấy hắn liền lập lức quay đầu nhìn trời, nói cái gì mà thời tiết hôm nay thật tốt, trăng tối nay thật tròn. Rất thức thời ra vẻ không nhìn thấy Bạch Tố Trinh. Hắc hắc, Tiểu Bạch lợi hại nhất hứa tiên hướng bên trong lăn một vòng, chưa ra một chỗ trống. Bạch Tố Trinh rất biết điều đi tới nằm xuống. Nàng đeo cái này lên, Bạch Tố Trinh không biết từ nơi nào móc ra một vật trong suốt lấp lánh, đưa tới trước mặt hứa tiên. Đây là cái gì thế? Hứa tiên nhận lấy, hơi lành lạnh, màu trắng, có điểm giống vảy cá gì gì đó. Là vảy của ta, Bạch Tố Trinh nói một câu khiến hứa tiên kinh ngạc há hốc mồm. Vảy của huynh, hứa tiên vuốt qua vuốt lại cái vảy màu trắng, yêu thích không buông tay. Đây là vảy của tiểu bạch đó, là vảy đó nha. Thật là xinh đẹp, trắng trắng lại trong suốt, so với ngọc thạch còn đẹp hơn. Gần đây có thể ta sẽ có một vài chuyện, nàng mang theo cái này, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ lập tức cảm giác được. Giọng nói bạch tố trinh rất nhạt, nhưng hứa tiên lại nghe ra có cái gì đó không ổn. Có việc, huynh phải đi sao, hứa tiên khẩn trương bò dậy, mở to mắt nhìn bạch tố trinh ừ trong lòng bạch tố trinh cũng có chút phiền não nhưng mà lần này hắn phải đi huynh đây là đang lo lắng cho ta sao hứa tiên vui sướng hỏi trong lòng nàng hiểu nếu tiểu bạch nói phải đi thì nhất định là có chuyện quan trọng không thể không đi mình không thể tùy hứng mở miệng đòi hắn ở lại được cái tên lương liên kia cách hắn xa ra một chút giọng bạch tố trinh trầm xuống ta biết hắn là một nhân vật nguy hiểm hứa tiên dùng sức gật đầu chẳng qua trước mắt ta cũng vẫn an toàn tốt xấu gì thì ta của là ân nhân cứu mạng của hắn hiển nhiên cái nguy hiểm mà hứa tiên và tiểu bạch nghĩ đều không cùng một loại nghe được mấy chữ ân nhân cứu mạng mặt bạch tố trinh có thể nói là trầm như nước rồi hứa tiên cũng ý thức được mình nói sai vội vàng che miệng lại theo bản năng lùi về góc tường trốn tay bạch tố trinh chụp tới trực tiếp kéo hứa tiên vào trong ngực sau đó bắt đầu sờ mó. Lại sau đó, trong phòng vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ nhẹ nhẹ. Tiếng rên cuối cùng biến thành tiếng khóc nước nở cầu xin tha thứ của hứa tiên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Trinh tỉnh lại, nhìn người trong ngực, đáy lòng nổi lên một chút nhu hòa. Hứa tiên cũng tỉnh lại, đối mặt với Bạch Tố Trinh, không khỏi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, sầm mặt lại, bởi vì thắt lưng lại đau muốn chết rồi. Nàng phải cẩn thận lương liên, hắn là đồng tính bỗng nhiên bạch tố trinh nói một câu làm đầu óc hứa tiên choáng váng đồng tính đồng tính lương liên lại là đồng tính hắn là đồng tính hứa tiên lắp bắp hỏi trong lòng chấn động muốn chết lương liên lại là đồng tính hắn là cong sao ý nói gay trong nguyên tắc lương liên đối với dung mạo khuynh thành của bạch tố trinh và tiểu thanh một chút phản ứng cũng không có chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đồng tính sao càng nghĩ hứa tiên càng cảm thấy đây mới chính là chân tướng hắn nhìn chúng nàng rồi bạch tố trinh lại thêm một câu làm đầu óc hứa tiên trống rỗng hứa tiên cứ ngây ngốc nhìn bạch tố trinh lương liên nhìn chúng mình nhưng mà ta ta là nữ mà hứa tiên rốt cục phục hồi tinh thần lắp bắp nói cho nên ta mới bảo nàng phải cẩn thận bạch tố trinh khẽ nhíu mày chuyện này quả thật có chút phiền toái ừ ta biết phải làm thế nào rồi Hứa tiên gật đầu, ta sẽ giữ khoảng cách với hắn. Hơn nữa tìm một cơ hội nói rõ ràng ta không phải là nam nhân cho hắn biết. Chờ ta trở lại rồi hãy nói. Cái bạch tố trinh sợ chính là lương liên đến lúc đó thẹn quá thành giận, gây bất lợi cho hứa tiên. Ừ, hứa tiên gật đầu. Cất kỹ vảy của ta. Bạch tố trinh ngẩng đầu nhìn lên trời, không nhịn được cau mày, dục cái gì mà dục Quan âm đại sĩ, ta xiên chết ngươi. Tên tiểu bạch xà chết tiệt, rõ ràng là ngươi muốn cầu ta, còn để cho ta đợi suốt một ngày một đêm, đáng giận hơn là lại còn dám kiêu ngạo như vậy. Hứa tiên gật đầu, ta đi đây, Bạch Tố Trinh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, hôn lên chán hứa tiên rồi mới biến mất. Hứa tiên nằm lì trên giường, nhìn cái vải màu trắng kia trong tay, cười khúc khích. Ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí, hứa công tử, xin hỏi ngài đã dậy chưa? Thiếu gia đã phái người tới thúc giục rồi. Hứa tiên lúc này mới xoa xoa cái eo đau nhức của mình, trong lòng suy tư xem nên ở cùng lương liên như thế nào cho phải, hướng ra cửa nói, đã dậy rồi, tới ngay đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 27, lôi kéo Pháp Hải. Hứa tiên đem chiếc vải màu trắng kia cất kỹ bên người, lúc này mới đứng dậy. Hai nhà hoàn canh giữ bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong khăn và nước rửa mặt. Cùng kính hầu hạ hứa tiên rửa mặt xong, mới cúi đầu dẫn hứa tiên ra ngoài. Hứa công tử, thiếu gia chờ ở phòng ăn đã lâu rồi." Nha Hoàn mặt tròn thấp giọng nói. "Nha, Hứa Tiên vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nhàn nhạt đáp lời xong, mới lấy lại tinh thần. Mẹ nó, trong lòng nàng giật thót một cái, nàng giờ mới đem mọi chuyện có liên quan sâu chuỗi lại với nhau. Từ lần đầu tiên gặp Lương Liên ở Tửu Lâu, rồi đến khi hắn lấy công làm tư điều nàng tới bên cạnh. Biểu hiện lúc lên xe ngựa xuất phủ ngày hôm qua vân vân." Cái này khiến hứa tiên tình hẳn rồi. Đối phương là đồng tính, đồng tính đó. Không thể xem thường được, phải cẩn thận ứng đối thôi. Ăn điểm tâm mà cũng chờ mình sao, nghĩ tới đây trong lòng hứa tiên càng thêm sợ hãi. Vừa ra khỏi tiểu viện, hứa tiên liền cảm giác được có một đảo ánh mắt dừng trên người mình. Theo bản năng nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không thấy ai. Kỳ quái, hứa tiên nói thầm. Hứa công tử làm sao vậy? Nhà hoàn mặt tròn thấy động tác hứa tiên chậm lại, bèn lên tiếng hỏi ta cảm thấy có ai đó đang nhìn hứa tiên nhìn nhìn chung quanh vẫn không thấy ai thôi bỏ đi đi thôi đi thôi vâng nhà hoàn mặt tròn đáp lời tiếp tục dẫn hứa tiên đi tới phòng ăn đến phòng ăn quả nhiên thấy lương liên đang chờ hứa tiên tối hôm qua ngủ ngon không lương liên vừa thấy nàng liền mình cười hỏi hứa tiên lại giống như nhìn thấy ma miễn cưỡng cười nói rất tốt rất tốt không dám phiền lương thiếu ra bận tâm. Hai người tâm tư khác nhau, dùng xong điểm tâm, lương liên nói ta phải đến hộ bộ xử lý công vụ. Người nếu muốn ra ngoài thì phân phó Mạc Cúc và Đông Mai chuẩn bị xe ngựa cho. Hộ bộ, xử lý công vụ, hứa tiên có chút kinh ngạc nhìn lương liên, người này không phải là con nhà giàu sao. Cũng phải, đi làm. Người đây là ánh mắt gì vậy? Lương liên nhìn ánh mắt của hứa tiên tức không có chỗ phát tại sao hứa tiên luôn xem thường mình như vậy chẳng lẽ mình giống cái loại công tử suốt ngày chơi bời lêu lỏng lắm sao ha hà không có gì không có gì hứa tiên ngượng ngùng khoát tay nhìn chúng cái gì thì cứ mua bạc ở chỗ mặc cúc lương liên đứng dậy chỉ chỉ nha hoàn mặt tròn kia bây giờ hứa tiên mới biết tên hai nha hoàn này người mặt tròn tên là mặc cúc mặt trái xoan là đông mai đến khi lương liên đi rồi hứa tiên vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích hứa công tử công tử muốn ra ngoài du ngoạn hay làm gì mặc cúc tiến lên nhỏ giọng hỏi à hứa tiên suy nghĩ một chút đi ra ngoài dạo một chút đi dù sao đây cũng là lần đầu tiên tới kinh thành hứa tiên rất là hiếu kỳ giả dạ, vậy để nô tỳ đi chuẩn bị xe ngựa mặc cúc đáp lời rồi đi ra ngoài chuẩn bị xe hứa tiên dụi rụi mắt ra khỏi phòng ăn đứng trong hành lang ngắm nhìn hoa viên mùa thu thấm thoát đã tới vừa ra ngoài liền chạm phải một làn gió mát. Thu phong thanh, thu nguyệt minh, lạc diệp tụ hoàn tán, hàn nha thê phục kinh, một đang lúc hứa tiên thẫn thờ, một giọng nói ôn nhu mang theo chút ai oán, bỗng nhiên vang lên bên tai nàng. Một bốn câu thơ trong bài thu phong từ, kiều phân chi của Lý Bạch. Thu phong thanh, thu nguyệt minh, lạc diệp tụ hoàn tán, hàn nha thê phục kinh, tương tư, tương kiến chi hà nhật thử thì thử giả nan vi tình. Dịch thơ, hải đà. Gió thu thổi khúc nhạc êm. Trăng thu vành vạnh trời đêm sáng ngời. Lá vàng ly, hợp, chơi vơi. Bàng hoàng chim lạnh thốt lời hải kinh. Bao giờ ta gặp lại mình. Nơi đây đêm đó tâm tình thiết tha. Hứa tiên sừng sốt, quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, liền thấy một thiếu niên mảnh khảnh đang nhìn mình. Chỉ thấy tư thái thiếu niên nhẹ nhàng, màu da trắng nõn, một đôi mắt đẹp lại càng phát sáng. chậc chậc hay cho một mỹ thiếu niên đứng đón gió nha, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Ngươi là, hứa tiên nhìn đối phương từ trên xuống dưới, ừm, người này ăn mặc rất đắt tiền, phía sau còn có hai nha hoàn cúi đầu theo sau. Có điều ánh mắt hắn nhìn nàng làm sao lại quỷ dị như vậy. Còn có cả từ chua chua vừa rồi kia là làm sao đây? Tại hạ phượng giao, mỹ thiếu niên yếu ớt hành lễ, hướng hứa tiên mỉm cười nói. Xin hỏi tục danh của ca ca, chẳng qua giọng điệu này dường như có chút chua. Hứa tiên sợ run cả người, cái câu ca ca đặc sệt này rút cuộc khiến nàng hiểu ra. Đối phương là nam sủng của lương liên, hiện tại hẳn là tới để dò xét tình địch rồi. Ca cái đầu ngươi á, tỷ tỷ đây thế nhưng là con gái chính tông có được không? Hứa tiên nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, ca ca thì không dám tại hạ là hứa tiên. Chỉ là tới làm khách trong lương vương phủ, ít ngày nữa sẽ rời đi. Sau khi nghe xong lời hứa tiên nói, hai mắt phượng giao sáng ngời, nhưng lại hiện vẻ hoài nghi. Thật sự chỉ là tới làm khách lương vương phủ thôi sao? Ha ha, ta phải đi rồi, không phụng bồi nữa, hứa tiên nhìn mi tâm phượng giao đầy ai oán, ngượng cười nói, nàng thật sự không bắt chuyện nổi nữa rồi. Không đợi phượng giao có phản ứng, hứa tiên vừa dứt lời đã nhanh như chớp chạy ra ngoài, đồng mai vội vàng theo sau. Phượng Giao đứng, nhìn bóng lưng hứa tiên, cắn cắn môi, thấp giọng nói, Xuân Hoa, người nói xem hứa tiên nói là thật sao. Chẳng qua chỉ là tới làm khách sao. Theo nô tỷ thấy, thì không hẳn như vậy đâu. Nhà hoàn đứng sau lưng nhỏ giọng trả lời, thiếu ra dường như rất để ý người này. Cái này ta biết, không cần ngươi nói nhảm. Phượng Giao cắn răng, tức giận phất tay áo rời đi hứa tiên ngồi trên xe ngựa có chút giờ khóc giờ cười chuyện phát triển càng ngày càng khác xa cái gọi là nguyên tắc kia rồi tên lương liên này cũng không phải dễ sống chung như vậy à hứa tiên nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ngực bên trong là vẩy trắng tiểu bạch cho tiểu bạch rốt cuộc đi đâu vậy đã xảy ra chuyện gì đây hứa công tử ngài muốn mua những thứ gì giọng mặc cúc cắt đứt dòng suy nghĩ của hứa tiên à trước tiên đi dạo một chút đã hứa tiên nói xe ngựa rất nhanh dừng lại, đi trên đường, hứa tiên nhìn ngó các gian hàng ở hai bên, cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Nàng biết nguyên nhân là gì, còn không phải là do không có tiểu bạch ở bên cạnh sao. Hứa tiên có chút không yên lòng, bỗng nhiên chóp mũi lại thổi qua một mùi thơm. Mùi hoa đào, hứa tiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đang là mùa thu thì mùi hoa đào ở đâu ra đây. Mặc cúc phía sau đột nhiên cứng đờ cả người, rồi ngay lập tức trở lại bình thường, nhỏ giọng nói, hứa công tử, trong ngõ phía trước có một cửa hàng bán bánh điểm tâm, bên trong có bánh quế hoa đào nổi tiếng gần xa, công tử có muốn nếm thử không? Ồ, vậy đi xem một chút đi, hứa tiên nghe Mạc Cúc nói vậy, mới hiểu được mùi hoa đào là từ nơi nào bay tới. Mạc Cúc đi ở phía trước, dẫn theo hứa tiên đi về phía ngõ hẻm kia. Xong vừa tới đầu ngõ, thì hứa tiên bỗng lại thấy được một người quen. Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi, thật là có duyên trên khuôn mặt anh Tuấn của Pháp Hải tràn ngập ý cười, áo cà sa màu vàng dạng giữa phát sáng, một tay cầm thiên trượng, một tay cầm bát vàng. Chuẩn một bộ dáng cao nhân lấp lánh. Chấm ngoặc kép, hứa tiên đã không biết nói cái gì cho phải nữa rồi. Thí chủ, không thể đi tiếp, phía trước có yêu khí nặng nề đó. Pháp Hải vẻ mặt bí hiểm, có yêu quái muốn lấy mạng ngươi. Cho nên, hứa tiên sờ cầm có chút hứng thú nhìn Pháp Hải chỉ cần thí chủ quyên chút tiền nhang đèn tiểu tăng nhất định pháp hải nói được một nửa liền phản xạ có điều kiện xoay người muốn trốn song lại kinh ngạc phát hiện hứa tiên lần này không có động thủ mà chỉ cười híp mắt nhìn hắn cái này ngược lại làm cho hắn có chút không quen tnn anh này bị đánh quen rồi bằng cuồng sm đây mà sao tha thứ cho đầu óc đen tối của ta sao hắc hắc ha ha mặc cúc trên người ngươi mang bao nhiêu tiền thế hứa tiên cười híp mắt quay đầu nhìn mặc cúc Dạ, ba ngàn lượng, mà cúc đờ đẫn trả lời. Tốt lắm, giữ lại năm mươi lượng, còn lại đưa hết cho vị đại sư này đi. Hứa tiên cười hắc hắc, phân phó mặc cúc tiền này dù sao cũng không phải của nàng, hơn nữa nhìn bộ dạng mới vừa rồi kia của Pháp Hải thấy rất thú vị, nên nàng quyết định động kinh một lần, đem tiền cho Pháp Hải. TNN, giải trai A tỷ xem cao nhân người ta là thằng hề làm siếc cho tỷ sao A còng A còng. Pháp Hải thấy nhiều bạc như vậy, mắt thiếu chút nữa mù luôn. Mạc Cúc lấy ngân phiếu ra đưa cho Pháp Hải, Pháp Hải tay run run nhận lấy, cố gắng làm ra vẻ bí hiểm cười nói, thí chủ ra tay làm việc thiện, ngày sau chắc chắn sẽ có thiện báo. Được rồi, đừng có báo với không báo nữa, hiện tại ta hận nhất hai chữ, một chính là báo, hai là ân, đó. Hứa tiên khó chịu nói, tiếp theo liền đổi một bộ mặt tươi cười, Pháp Hải, người thế nào lại chạy tới đây rồi? Cái tên mặt nhỏ Pháp Hải này, Ăn bộ người yếu đuối, bắt người tay ngắn, ngươi bây giờ cầm nhiều bạc của ta đây như vậy, sau này xem ngươi làm sao đối nghịch cùng ta." Hứa Tiên trong lòng âm hiểm nghĩ. Đi Khất Thực, trên mặt Pháp Hải đột nhiên xuất hiện một loại biểu tình khó tả. Hứa Tiên nhìn thế nào cũng thấy là vẻ mặt bi thương căm phẫn. "Ô, oh, ngươi nói một chút xem đằng trước có yêu quái gì vậy? Ngươi thu tiền rồi, cũng nên làm việc đi chứ." Hứa Tiên cười nói. Sắc mặt Pháp Hải chợt thay đổi thiền trượng trên tay mạnh mẽ đập xuống, mặt đất chấn động, chừng mắt nhìn về phía mạc Cúc yêu nghiệt, còn không mau cút đi. Dứt lời, một trận cuồng phong từ trên người Pháp hải lao ra, phóng mạnh về phía mạc Cúc phía sau hứa tiên. Hứa tiên kinh ngạc quay đầu, liền thấy một luồng khói đen chui từ trong người mạc quốc ra, sau đó bay lên trời, vòng qua người hứa tiên và Pháp hải, chạy sâu vào trong ngõ hẻm. Sau đó mạc Cúc vẻ mặt mờ mịt nói, hứa công tử. Chúng ta sao lại ở chỗ này? Hứa Tiên ngây ngẩn cả người, quay đầu không thể tin được nhìn Pháp Hải. Lúc nãy là một con yêu tinh đào đã chạy rồi. Pháp Hải nhìn Hứa Tiên, nghiêm mặt nói, yêu quái kia là nhằm vào ngươi mà tới. "Trọc trực, Pháp Hải, ngươi không tồi nha, đi đi nào, ta mời ngươi ăn cơm." Hứa Tiên trong lòng rung động, thầm nghĩ Pháp Hải quả nhiên là Pháp Hải, đúng là có bản lĩnh. Hiện tại nàng đổi ý rồi, đối với Pháp Hải này không thể kính nghi viễn chi sao được phải đổi thành chính sách lôi kéo thôi. Pháp Hải vừa mở miệng là đòi tiền nhang đèn, thoạt nhìn hình như rất thiếu tiền nha. hỏi thăm một chút có khi sẽ có đột phá cũng nên. còn có yêu tinh kia tại sao lại nhầm vào mình chứ? sao tôn trọng nhưng không gần gũi? được, Pháp Hải sòng phẳng đáp ứng. trong ghế lô ở tiểu lâu gần đó, Hứa Tiên gọi lên một đống món ăn. hai nha hoàn canh giữ ở bên ngoài. lúc này Hứa Tiên mới bắt chuyện với Pháp Hải. đúng rồi yêu quái kia tại sao lại nhắm vào ta thế? Hứa tiên nâng chung trà lên, nhấp miệng, trong lòng rất là nghi ngờ, chẳng lẽ thể chất của mình hấp dẫn yêu quái sao? Trên người người có nguyên dương sao của một yêu quái cường đại? Pháp Hải nói chuyện rất trực tiếp, biểu hiện trên mặt như cũ không đổi. Sao cái này ta tra khắp nơi thì thấy ý đại khái là nói linh nguyên tu hành được của nam yêu đó, ở đây ý chỉ là hai AC ox rồi một phần linh nguyên từ trong người anh bạch truyền sang tiên tỷ mũ mũ kiểu giống như song tu ế ế sao cười mập mờ sao. Phụt, một ngụm trà trong miệng hứa tiên trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó không hề ngượng ngùng để chén trà xuống, nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh của Pháp Hải, hứa tiên cũng không bình tĩnh được nữa rồi. Pháp Hải, người thật sự là hòa thượng sao, thật sự sao 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 sao, tiếng vang vô tận hứa tiên trong lòng oán niệm gào thét đây là lời một hòa thượng nên nói sao được rồi đổi đề tài đúng rồi pháp hải tại sao ngươi luôn ở bên ngoài gạt tiền à không sao lại luôn ở ngoài khất thực thế hứa tiên gượng cười ngăn đề tài kia lại lời này vừa nói ra sắc mặt pháp hải liền thay đổi vẻ bi phẫn trỗi dậy ngươi cho là ta muốn sao chùa lớn như vậy ngươi nghĩ là không tốn tiền sao toàn bộ ăn ở trên dưới trong chùa không tốn tiền sao mặc quần áo không tốn tiền sao, nhang đèn thắp suốt ngày đêm không tốn tiền sao, người nhìn áo cả sa của ta đi, người cho là nhặt được sao, Pháp Hải Bi vẫn đến hồ đồ rồi, không tự xưng tiểu tăng nữa, trực tiếp xưng ta, luôn. TNN, ha ha, cười chết ta rồi sao đập bàn sao sao cào tường sao. Hứa tiên nghe mà trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới ngượng ngùng chen vào nói, làm trụ trì thì ra là khổ như thế này à. Chấm ngoặc kép, chứ còn sao nữa, ngươi cho là ta muốn làm lắm sao? Pháp Hải càng nói càng bi phẫn, năm đó sư phụ từ trong hàng ngũ đệ tử chọn ra ba người có tư chất tốt nhất đảm đương vị trí trụ trì, ta còn âm thầm cao hứng nữa chứ. Kết quả là ngươi bị chơi khăm, hứa tiên một câu liền vạch trần. Hai mắt Pháp Hải nhất thời phát sáng nhìn hứa tiên, bộ dạng giống như gặp được tri âm. Nhìn đến nỗi tim hứa tiên lục bột rơi xuống. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn